đang nghe chuỗi podcast Hiểu Từng Con Đường, Thành Phố Tôi Yêu của UGL. Hôm nay, Tuổi Trẻ Kinh Tế Luật sẽ mang đến và giới thiệu những thông tin vô cùng bổ ích về con đường ở thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chí Sĩ Yêu Nước Nguyễn Văn Tạo, cố Bộ trưởng Bộ Lao động Việt Nam, đây là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Nào, cùng bắt đầu với chủ đề của tập podcast ngày hôm nay nhé! Đồng chí Nguyễn Văn Tạo, quê ở làng Phước Lợi, Tổng Long Hưng Hạ, tỉnh Chợ Lớn, nay thuộc tỉnh Long An. Sớm giác ngộ cách mạng, khoảng giữa năm 1926, ông Nguyễn Văn Tạo đã tham gia các hoạt động bãi khóa đòi chính quyền thực dân, trả lại tự do cho nhà ái quốc Nguyễn An Ninh, nên bị đuổi học. Chí trai tăng bồng, ông trốn lên chiếc tàu Chantilly sang Pháp. Tới Marseille một thời gian, được sự trợ giúp của hội ái hữu người Việt Nam tại đây, Nguyễn Văn Tạo vào học tiếp trường trung học Lycée Minet. Tháng 10 năm 1927, Nguyễn Văn Tạo đến Paris để tìm gặp Nguyễn Ái Quốc và định xin vào làm ở nhà in Việt Nam Hồn. Nhưng Nguyễn Ái Quốc đã bí mật sang hoạt động ở nước khác. Được sự giới thiệu của những người đồng chí, ông Nguyễn Văn Tạo ở lại Paris, tiếp tục hoạt động cách mạng và làm việc tại một xí nghiệp sơn mài, đồng thời theo học Đại học Văn Khoa. Cuối năm đó, Trung ương Đảng Cộng sản Pháp đề nghị các đồng chí Việt Nam tiến cử một người làm việc tại văn phòng Trung ương với nhiệm vụ giúp Đảng Cộng sản Pháp nắm tình hình các thuộc địa, nhất là tình hình Đông Dương, để các nghị sĩ Cộng sản chất vấn, đấu tranh tại Quốc hội về chính sách với các thuộc địa. Ông Nguyễn Văn Tạo được lựa chọn. Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Tạo cùng các thành viên chính phủ chuyển lên Việt Bắc tiếp tục hoạt động cách mạng. Đến năm 1965, Bộ trưởng Nguyễn Văn Tạo được Trung ương điều sang văn phòng chính phủ giữ chức Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng. Ghi nhận những đóng góp to lớn của ông vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, năm 2002, Đảng và Nhà nước đã truy tặng đồng chí Nguyễn Văn Tạo huân chương Hồ Chí Minh. Đường Nguyễn Văn Tạo nằm ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Đường này bắt đầu từ khu vực ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Tạo và kết thúc tại khu vực cầu Rạch Đĩa, có chiều dài khoảng 7,6 km. Đường Nguyễn Văn Tạo là một tuyến đường quan trọng trong huyện Nhà Bè, góp phần kết nối các tuyến đường chính như đường Nguyễn Hữu Thọ và quốc lộ 50, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện giao thông và di chuyển trong khu vực này. Thông qua những thông tin vô cùng bổ ích về con đường Nguyễn Văn Tạo sẽ phần nào góp phần giúp các bạn hiểu biết thêm về con đường này và người chí sĩ yêu nước Nguyễn Văn Tạo, cố Bộ trưởng Bộ Lao động Việt Nam. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast của UGL. Hãy tiếp tục đồng hành và theo dõi các số phát sóng tiếp theo các bạn nhé!